Hello, trước khi vào video, mình muốn thông báo với anh em rằng hiện tại mình đang livestream trên kênh của NonoLive với số ID là 4847-1125. Các bạn có thể vào giao lưu với mình và hiện tại mình cũng có phát code ở trên kênh livestream NonoLive nữa. Chỉ cần truy cập vào trang web của NonoLive, sau đó gõ ID của mình 4847-1125 và các bạn có thể dễ dàng giao lưu và theo dõi mình livestream trên Nono. Và sẽ có rất nhiều phần quà là code cũng như giveaway thẻ ghét cho các bạn. Và bây giờ thì intro thôi. Quẩy anh em ơi! Đang có 6.444 đậu. Số đẹp phết. Đang giờ để coi thử là xem còn thiếu bao nhiêu mảnh Cindy nữa. Là Cindy đang 636 mảnh, tức là thiếu 164 mảnh nữa có được không? Đủ không? Hên xui nữa. Chơi luôn, mở nhạc cái số rồi chơi. Mở luôn, chơi gì nữa? Chơi à. Quay lại mở mấy quả đấy. Đang quay rồi. Mở mấy quả luôn này. Nào, test thử nào. Úm bà là. Mong là đủ 160 mảnh kính Cindy để mở Cindy cấp 2. Không biết được không? Đúng nè. Giờ đi, mình chuẩn chắc đó, chắn chuẩn đó, đang thiếu 160 mảnh. Rồi luôn nhá. Yes. Chắc là có. Ít nhất gì cũng hơn 2 mảnh chắc luôn. Vai cứ. Ôi dồi ôi, mũ ba red. Kinh nghiệm đậu. Ui giời ơi, nơ bướm, có son nồng cháy. Ui, 37 mảnh kính Cindy. Được, 37 mảnh rồi. Có 37 mảnh kính Cindy rồi, mình hơi rác. Rác cái gì, 10 mảnh. Máy cứ 10 quả động mà được có 37 mảnh. Không ổn. Kéo ổn rồi. Ủa sao mình trên live lâu vậy ta? Không ổn rồi. Trời ơi, cùi quá. Tiếp rồi lại không ổn rồi. 52 mảnh voi. Chết rồi, không một kính xin. Ui, 55 mảnh kính xin đi. Ủa được, 55 mảnh kính này. Được. Con này để đặt tiền cho có anh đi. Được đấy. Rồi đi thu hồi tiếp. Đi thu hồi mở tiếp. Thu hồi hết. Thu hồi 800 đậu rồi, nhiều nhỉ. Mẹ. Đặc thế nhở. Ui, còn thiếu 72 mảnh nữa. Còn thiếu 72 mảnh nữa. Trời hát giảng. Đấy, thiếu 72 mảnh nữa. À, 220 follow phát code tiếp nè. Anh em bên NonoLine 220 follow phát code nha. Thu hồi hết. Thủ trướng. Mũ ba red thu hồi hết. ID là số điện thoại. ID mini là cái gì? Ui, hình như không đủ 2k8 đậu rồi. Không đủ 2k8 đậu rồi. Đấy, quà nguyên thủy gì đây? Thu hồi hết. Lần này tôi mở từng quả từng mảnh thôi. Mẹ. Bảng tin thép vứt, bảng tin gỗ vứt. Đèn thủy ti hồng mà. Vứt hết. Còn click gì không? Vứt nghe nhỏ. Còn click gì không? Nghe hết bố rồi. Toàn rác à. Skin thì nhiều rồi. Skin thì lại đầy. Toàn skin nữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 skin rồi. Đang có 15 skin rồi. Mở từng quả. Rồng hóa thạch như này, mảnh voi tiếp. Son hồng như này, lại rồng hóa thạch lắm thế. Ấy, 13 mảnh kính xin đi, 13 son Laura, được. Ui, chính ra mở từng cái ngon hơn sao ấy. Lại kính xin đi tiếp, đấy, mẹ biết thế từ nãy giờ mở từng cái. Xong lại rồng hóa thạch này. Nó lại lắm. Đấy, lại kính xin đi tiếp này, đấy.
3 lần 12 mảnh rồi, mình biết thế đấy, mở từng cái. Mẹ mình đi mở 10 mảnh liền là ốc cửa hó vai. Trời mở nhiều mở cái nó vui hơn. Vui gì. Úi lại 18 mảnh kim đi, xin đi tiếp là ui, một cái gần đủ rồi đấy. Hết đầu rồi. Thu hồi đi, thu hồi tiếp. Bao nhiêu mảnh rồi, bao nhiêu mảnh rồi? Ui, thiếu 14 mảnh, 16 mảnh nữa. Thiếu 16 mảnh nữa. Sao anh thiếu 16 mảnh xin đi nữa. Thiếu 16 mảnh nữa. Càng 16 mảnh. Thiếu 16 mảnh. Bây giờ chỉ cần quay một lần nữa ra chúng này. Một lần nữa chúng này. Lạy chúa, 16 mảnh à? 16 mảnh. Thu hồi hết. Rồng cấp 2 rồi giữ làm cái gì? Thẻ nhân vật vứt. Cô đăng ký được à? Đăng ký gì? Đăng ký event nào? Rồi xong rồi. Hình như 18 tuổi mà. 18 tuổi ký hợp đồng mà. Đăng ký like thôi, lấy code thế thôi. 220 follow là phát code nữa. Bao nhiêu follow rồi nhỉ? Nên cô qua đây nung nô này. 3 follow nữa phát code. Nào, bây giờ cũng đủ chơi 3 lần nữa này. Mẹ lạy chúa ra kính xin đi đi. Xin đi cấp 2. Xin đi cấp 2. Thôi ăn lờ rồi. Là rồi, hư hồi hết đi. Hư hồi mảnh voi đi. Ui, này kỳ lân này. Kỳ lân ngon ngon. Ui, mẹ toàn son lâu ra này. Ui, không ra rồi. Chết rồi. Toang rồi. Voi 400 mảnh của này, sắp mở khóa voi cấp 2 mẹ rồi. Đấy, thu hồi tiếp, chơi tiếp. Không biết đủ tiền không? Nhưng đủ chơi lần nữa. Ui, ấy đủ chơi phát nữa. Phát cuối rồi. Chết đủ thật. Chơi phát nữa nó mới trả chứ. Nè, thu hồi mảnh voi làm gì? 800 đậu á? Thôi, đi. Nè, nếu cô like chưa nhờ, đâu. Mẹ Laura 300 mảnh. Laura kia khó kiếm hơn Cindy ấy. Laura khó kiếm hơn nhiều luôn. Laura khó kiếm hơn Cindy. Đúng rồi. Mẹ có 20 view. Cái đồ gấu nha. Lạy chúa ra kính. Kính. Ra kính cho con cái. Mẹ yếu ra. Cày. Alo. Sau khi chật vật tiêu rất là nhiều đậu mà vẫn chưa thể tìm được nốt 16 mảnh. 16 mảnh kính sim đi nữa. Đây anh em này. Vẫn còn thiếu 16 mảnh nữa mà mình tiêu hết sạch đậu, cho nên là quyết định là nạp tí tiền vào mở thêm, mua thêm đậu ấy. Mình vừa mới nạp thêm tiền để mua thêm đậu. 2200 đậu đây. Không biết là có ra nổi 16 mảnh kính sim đi không. Không ra chắc là ra đê luôn đấy. Thế luôn. Chỉ cần 16 mảnh nữa thôi, chơi đủ không ra luôn. Ồ đen rồi, tôi thấy có mùi đen rồi đấy. Có mùi đen rồi. Chơi đủ không ra luôn. Không ra luôn. Vâng, số quá đen. À đây. Vâng, vâng. Cuối cùng thì cũng đủ mảnh xin đi. Vâng. Tơn gần cuối cùng luôn. Tên gần cuối cùng thì đã ra được mảnh Cindy, vâng. Thế bây giờ thì mình sẽ mở khóa Cindy. Đây. Mở khóa Cindy test luôn cho anh em coi đây. Mẹ, cuối cùng thì cũng có Cindy rồi. Đậu xanh. 800 mảnh Cindy, khoe ngay chứ gì nữa. Không khoe hơi phí. Trời đồ. Không khoe hơi phí. Đây để mình test luôn cho anh em nhé. Test luôn cho anh em coi sức mạnh của Cindy này. Sức mạnh của Cindy cấp 2 luôn này. Đợi tí. Test luôn cho anh em coi luôn. Cái con Cindy cấp 2 này ấy, nó nhảy bá cực luôn. Nó nhảy một phát là hai. Kiểu như nó nhảy như nào nhỉ. Nó nhảy một phát là anh em bay luôn. Tận là 10 block ấy. Có thể nhảy được 10 block luôn. Theo như định nghĩa ấy, là nhảy được 10 block. Bởi vì nó nhảy được 2 lần mà. Đây mình test thử cho anh em coi nhé. Theo như lý thuyết ý là nó nhảy 2 lần là có thể nhảy được 10 block. Đây. Nó nhảy được 2 lần. Ủa từ từ mình giảm tầm nhìn xuống đấy. Hơi lag. Mét này hơi lag.
Đấy, anh nhìn nhá, nó để hai lần đấy này. Một lần, hai lần. Đấy. Đây mình chuyển trò chơi nhá, đây. Mình chuyển chế độ trò chơi nhá. Nhảy một lần này, hai lần này. Đấy, thấy không? Một lần, hai lần. Đấy. Theo định nghĩa là nó có thể nhảy được 10 block. Để mình thử đây. 1 2 3 này. Nếu mình không nhầm ấy thì theo nhiều người bảo là cái con Cindy cấp 2 này là nó có khả năng nhảy được tận 10 block cơ. Lấy thước đo này cho chuẩn này, đúng 10 block. Này một đúng thật như lời đồn không? 10 block à? 10 block đây, 10 block đây. Khoảng cách là 10 block luôn. Ok chưa? 10 block. Ok, 10 block nhá. Anh em nhìn đấy, đúng 10 block này. Mình sẽ chuyển chế độ trò chơi. Chuyển chế độ trò chơi này. Chuyển chế độ trò chơi nhảy thử là nghe đồ là nhảy 10 block đây. Ui, nhảy 10 block thật đấy anh em ạ. Thế này thì parkour cay gì nữa. Trời đồ. Này. Bám tường là dễ luôn. 1 2. Trời ơi nhảy 2 lần luôn. Ok, thì đây. Coi như clip này mình đã tiêu mất phải tầm hơn 10.000 đồng, mười mấy nghìn đồng ấy chỉ để kiếm nốt mấy trăm mảnh kính Cindy để mở khóa con Cindy cấp 2. Nếu anh em nào thấy video này hay thì hãy nhấn cái nút chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ nhá. Và đừng quên là hiện tại mình đang livestream trên Nono TV. ID Nono thì mình sẽ để ở phần mô tả video. Anh em nào yêu quý mình có thể coi đến coi livestream của mình mỗi ngày, mình sẽ phát code hàng ngày cho anh em. Bye bye.